xin chào các bạn, mình là Hoài Anh. Sau đây là một số lưu ý để hiểu rõ hơn về ma chip trên: 1. Ma chip trên không phải là kênh đầu tư hay một sân sàn ủy thác. 2. Ma chip trên là mô hình tương trợ cộng đồng, cho đi và nhận lại. 3. Ma chip trên cấu trúc ma trận ba mũ 12. 4. Ma chip trên chạy theo mô hình P2P ngang hàng hoàn toàn minh bạch. 5. Ma chip trên tham gia không hệ lụy về sau. 6. Tham gia ma chip trên vốn ban đầu chỉ 15v2 phí quản trị nên hoàn toàn không lo rủi ro. 7. Mọi giao dịch đều được kiểm toán và tự động, tiền được luân chuyển từ ví người này qua ví người khác, không có quản trị viên. 8. Có cần rút tiền, tiền tự động về ví và bạn hoàn toàn kiểm soát số tiền lợi nhuận. 9. Tiền về bất cứ khi nào không cố định thời gian, một ngày thậm chí cả hàng trăm lần không giới hạn tiền nhảy về ví miễn là cây ma trận đạt yêu cầu. 10. Mọi giao dịch đều được kiểm soát trên blockchain, tất cả đều có thể kiểm tra. Cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.